Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin về sự kiện Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 và các sự kiện diễn ra tại thành phố trong tháng 6 năm 2022 với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Theo kế hoạch, Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 6 năm 2022 với sự tham gia của khoảng 600 đại biểu. Đây là sự kiện nổi bật của thành phố nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của Đà Nẵng để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế quan tâm lựa chọn, quyết định đầu tư, tranh thủ thu hút đầu tư các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Cùng với diễn đàn đầu tư trong tháng 6, Đà Nẵng sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện quan trọng khác như Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á lần thứ 16, Diễn đàn Đà Nẵng điểm đến đầu tư tiềm năng của châu Á, chính thức khai trương khu khách sạn thuộc dự án Mikazuki Spa and Hotel Resort, khởi công dự án khu tái định cư làng đại học và 3 dự án khác tại các khu công nghiệp và khu công nghệ thông tin tập trung. Thành phố cũng sẽ tổ chức nhiều lễ hội phục vụ du lịch, văn hóa, thể thao. Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan cũng đã trao đổi, cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng liên quan đến thu hút đầu tư vào Đà Nẵng, giá đất và quỹ đất thu hút đầu tư, phát triển du lịch, các dự án lớn của Đà Nẵng đang được nhà đầu tư quan tâm, kết quả tháo gỡ vướng mắc các dự án.